tôi phải uống thuốc. Tôi phải ông mặc cái thôi rồi không? Ông mặc cái thực tập nghe. À nhà đúng là. Chắc cứ những cái ít tập, chắc cứ ít nâng tập đọc sách. 그러면 신문 신문을 있다 읽는다 đọc báo 네 이거는 신문이에요 신문 네 신문 목욕 해야 돼요 목욕하다 목욕 샤워하다 땀 땀 목 샤워하다 출근하다 đi làm 출근하다 네 동사 몇 개만 네 bơi 네 수영하다 bơi bơi lội bơi 수영하다 됐습니까? 됐어요? 또 새하고 새후냐고 어떻게 되는지 제가 새? 새하고 이래야 되나 보다 아! 어 새후이 하고 새? 새도 찾잖아 아니 새 그냥 새, 아, 새 하나만. 새는 자동차, 자동차, 자동차 종류예요. 근데 새는 자전거 포함도 되고 트럭도 포함되고 버스, 택시 모든 마크 있는. 그럼 새가 베트남에 있는 차 이름이? 아니요 자동차 네 자리. 자가용, 자가용. 자가용? 네, 자가용. 그 이거는 모든 자 포함되는 공동적인 단어예요. 네, 이거는 자가용. 됐어요? phải. phải. 네, 아, 야, 하다. 이따가 사용할 거예요. tôi phải làm gì? tôi phải làm gì? 무슨 말이에요? 무엇을 해야 돼요? 무엇을 해야 해요? tôi phải làm gì? ôn bài ôn bài uống thuốc uống thuốc nói tiếng Việt nói tiếng Việt nói tiếng Việt nè ta mét gặp bạn gặp bạn bạn trai nam tử chính quốc bạn gái bạn gái nè nghe nhạc nghe 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 mà sẽ nghe 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 nhạc nghe nhạc đọc sách đọc sách đọc sách đọc sách đọc báo đọc báo đọc báo đọc báo tắm 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 đi làm đi làm bơi 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 lội bơi xe hơi xe hơi xe xe 자 큰 목소리로 한번 같이 읽어보세요 시작 tôi phải làm gì tôi phải làm gì ôn bài uống thuốc nói tiếng Việt nói tiếng Việt gặp bạn bạn trai bạn gái nghe nhạc đọc sách đọc báo tắm đi làm bơi lội 자 우리 지금 문장 만들어요 tôi phải làm gì muốn xin hẹn tại đây 나는 복습해야 돼요 복습해야 돼요
Tôi phải ôn bài này. Phải 여기 앞에 넣으면 돼요. 나는 복용해야 돼요. 약을 먹어야 돼요. Tôi phải uống thuốc này. 나는 베트남어를 말해야 돼요. Tôi phải 네, 베트남에서 베트남에서 어 베트남 베트남에서 베트남어를 말해야 돼요. Tôi phải nói tiếng Việt ở Việt Nam. 네. 나는 친구를 만나야 해요. Tôi phải gặp bạn. 나는 여자친구를 만나야 돼요. Tôi phải gặp bạn gái. 네. 나는 남자친구를 만나야 돼요. Tôi phải gặp bạn trai. 네. 다음에 나는 음악을 들어야 돼요. Tôi phải nghe nhạc. đúng rồi. 나는 책을 읽어야 돼요. Tôi phải đọc sách. 나는 신문을 봐야 돼요. Tôi phải đọc báo. 네. 신문을 읽어야 돼요. Tôi phải đọc báo. 그다음에 나는 샤워해야 돼요. Tôi phải tắm. Tôi phải tắm. 어르신, 내일 출근해야 돼요. 내일. Ngày mai. Tôi 해야 돼요. 출근해야 돼요. Phải đi 출근. đi làm. Tôi phải ngày mai tôi phải đi làm. 다음에 언니 내일 수영 해야 돼요. Tôi phải bơi lội. Tôi phải bơi lội. 네, 됐습니다.